Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay buổi sáng nay Phạm Thâu đang có mặt tại con đường Lươn Sư Họ của giáo sứ Quân Trạch. Hôm nay tiếp tục làm con đường lên Sư Họ. Con đường này con đường đi về giáo xứ Vinh Sơn và cũng là về giáo họ Cao Bác. Hôm nay các ban trùm cũng như các ông các bác đang bắt đầu sửa sang con đường và múc đất lên và đánh cây để chuẩn bị xây hai bên bờ mương và khơi nới rộng đường ra. Con đường này còn giáo xứ còn rước từ ở giáo xứ quanh về ao hồ của nhà xứ rồi vào thánh lễ. Xin mời các bạn xa quê để tham quan con đường này nhé. Làm tiếp con đường bên mé bên sông từ nhà ông Trùng Chuyên mà về cho đến cửa nhà thờ tiếp nữa, và con đường quanh về nhà ông Trùng Hinh về cổng phía đông nhà thờ giáo xứ. Hôm nay các ông các bác làm rất đông, đây là gạch đỏ. Đang tập kết vật liệu và cũng là máy múc. Xin giới thiệu các bạn là sáng hôm nay bắt đầu làm. Mời các bạn cùng đi tham quan con đường lên Sư Họ. Con đường này đi thẳng về giáo họ Cao Bác và cũng là rẽ về giáo xứ Vinh Sơn. Có các cuộc rước lớn thì là đã từng đi qua con đường này. Cha xứ ban trùm cũng như giáo dân tổ chức làm con đường đợt này là đợt 2, và còn đợt tiếp theo thì là làm từ các ông các bác xa quê thì biết là cống của nhà ông Toán đấy, cái cống thoát nước đó làm về đến cửa nhà thờ giáo xứ là đợt 3, và chuẩn bị cho một tuyến đường điện sáng từ nhà ông Trưởng Vãn xuống đến nhà thờ, và tất cả là làm bằng 4 dịp. Dịp nhất là dịp 1 thì từ cổng chào lối rẽ vào giáo xứ và xuống đến cổng giáo xứ đổ bê tông và làm đường đã xong. Đợt 2 là làm từ nhà ông cửa ông Trung Chuyên và
và về đến cổng nhà thờ. Và đợt 3 sẽ làm từ ở cống thoát nước chỗ cửa nhà ông Toán về đến cuối nhà thờ. Và đợt 4 sẽ làm từ ở cống Trái Nheo lên đến nhà ông Trưởng Vãn. Và đường điện nữa là 5 thời kỳ làm. Đây, thưa các bạn, là theo con đường này lên đến chỗ áp đầu đường của giáo xứ Minh Sơn đã đổ. Đây, thưa các bạn, là cái đoạn này là của Vinh Sơn, người ta đã đổ đến đây rồi. Giáo xứ Quân Trạch sẽ nối kết từ đây mà nối kết xuống đến cống thoát nước chỗ cửa nhà ông Trung Chuyên. Các gạch đã tập kết về đây rồi các bạn nhé. Ông Trùm ơi, mấy trăm mét? Mấy trăm mét rồi vậy ông Trùm? Khảo sát đấy. 210 mét không ạ? 210 mét ạ. Vâng, tính diện đổ bê tông nó vào khoảng cỡ 150 khối ạ. 150 khối vâng, bê tông. Vâng. Với khoảng độ bao nhiêu cát lớp nữa đã. Đấy rồi, cát lớp nếu tính ra mà nó ngon nghèo thì nó vào khoảng cứ 400 khối không ạ? 400 khối. Vâng. Cảm ơn ông giúp đỡ công trình một tí nhá. Vâng. Bây giờ tôi phải đi lấy mấy cái xẻng này, mấy cái hộc này. Vâng. Đấy, vâng, thôi em đi nhá. Vâng, cảm ơn ông Trùm nhá. Vâng. Thưa với các bạn, là như ông Trùm cho biết là 210 mét đường dài theo đợt 2 này. Nhà báo quay chuẩn đấy. Dạ vâng. Nó quay suốt thì. Về nhà lấy sẵn, nó có của cháu có mua cái sẵn, phải về nhà lấy sẵn, em quăng nó mượn bay xây. Ông Trùm đi làm đó à? Đi làm rồi. Vâng. Như cả làng cả nước ra làm rồi. Vâng. Đường thông hè thoáng đấy. Này đúng là đường rước ông Trùm nhỉ? Vâng. Là ông Trùm Hình cho biết là tuyến này là dài 210 mét ông ạ. Vâng. Ông Huy cho hết gạch. Ông Huy cho hết gạch ạ. Cho 3 vạn gạch. Vâng. Cũng giới thiệu các bạn xa quê là ông Huy ở lò gạch là cho mấy vạn không? 3 vạn à? 3 vạn gạch, 3 vạn gạch đỏ. Là lượng gạch là xây ở đây là coi như là đã đủ đấy ông Trùm nhỉ? Vâng, chắc là ông ấy cho là cho hết đây thôi, là đủ thôi. Còn chắc là còn anh em xa quê thì ông nào mà đứng lên để cho cát với lại cho xi măng nữa là các ông Trùm ở nhà chỉ có công làm thôi. Vâng. Nay mai tuyến đường rước quanh từ đây ra đến cổng thờ quanh vào. Vâng. Đúng là tự nhiên nhỉ. Ai mà dám nghĩ dám làm được. Tiền của rồi thì là vất vả. Cái gì à? Tất cả các anh em nhá, về đi đồng với xóm nhà đi nhá. Đấy.
Anh em nhớ về quê cứ gửi tiền về cho ông trùm với lại cha xứ ông trùm với giáo dân ở nhà này, làm đẹp cho quê hương. Vướng gì mạng không ạ? Ông Hiếu ạ, vướng gì mạng đấy? Ông Hiếu thì cho máy múc, công múc là ông Hiếu cho hết. Cát cát vàng xây là ông Ngọc. Ông chủ ơi, có dặn anh em xa quê thế nào không? Dạ vâng ạ. Đây là cái con đường mà toàn các quý chức cả, chịu dân có cả. Và anh em ở cái dòng này, con em ở cái dòng này cố gắng chung tay góp sức nhá. Rất là tuyệt vời, chào năm mới ông ạ. À, vâng. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết Dương lịch. Xin kính chúc các ông bà, các gia đình, đi đứng bậc toàn thể mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, đạt được niềm vui, đặc biệt là luôn luôn hướng về quê hương ạ. À, vâng, cảm ơn ông Phùng nhá. Chúc mừng năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình diễn biến ở quê hương, các video sau. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại đầu năm mới. Xin kính chúc quý vị, quý ông bà, các bác anh chị em, mọi người trong mọi miền đất nước xa quê, vì cuộc sống một năm mới tràn đầy bình an, hạnh phúc, gia đình có nhiều niềm vui, thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại!